Bà cho con hỏi bà tên gì vậy bà? Tên Thủy. Thủy Nay bà nhiêu tuổi rồi? mà sao bà Bà cho con hỏi nha, ông tên gì vậy bà? ông tên Nguyễn Nho quá Nay ông nhiêu tuổi rồi bà? nay 67. Ông bị bệnh sao vậy bà? Ông bị bệnh gai cột sống rồi viêm phế quản rồi bao tử rồi phổi cũng có nữa, nhiều nhiều món Ông bị bệnh phổi nữa hả bà? Rồi có đến bác sĩ lấy thuốc uống gì không? cũng có. Ông nằm ông thở chứ thôi hả bà? Thì thở mệt nhỉ, vì khi mình cứ quản nó mệt thì thở những quản hành đó với gai cột sống thì nhức đau nữa, cái thì rên nhức đủ thứ hết trơn. Là mệt quá rồi là có nói chuyện được không hay là mệt là chỉ nằm thở thôi? Kể cũng nói mà ít. Mỗi ngày bà có đi làm cái công việc gì để bà có tiền để cơ trang trải gạo cơm không bà? Kiểu cũng bán bánh thì bạn trước công ty nè, thì sáng chút cái gì đi vô nhà cái gì phục vụ cho ổng nè, ổng kiểu bệnh bệnh thì đề không có làm gì được đâu, cứ nằm nhà vậy nó mấy năm rồi đó, Nằm chỗ thôi hả bà? nằm chỗ thôi. Bà bán ngày bán gì bà? Bán ra Bán bánh hả? bánh bánh bắp xôi cho công nhân ăn vậy đó, bánh rồi đó. Đêm về bà có ngủ không, có tủi lòng điều gì không khi mà chăm sóc chồng bị bệnh gì nè bà, hoàn cảnh khổ hay là sao đó bà có trong lòng không? Cũng số phận mình đã chịu thì chứ nhờ tuổi gì nhờ cũng khổ. Thì cũng bị giờ tiểu đường cũng hơi cao nữa nè, đường cao mắt nhận cũng mờ 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 hơn con mà mờ hơn con. Tiểu đường là bà có đến bà bệnh viện bà lấy thuốc đường uống không? Kiểu cứ nó đi cái là ngoài cũng không có đi cái gì mua đỡ đỡ uống không. Mỗi ngày ông cũng có lấy thuốc uống gì không bà? Cũng hầu uống hầu đi mua tới bác sĩ dưới chỗ 115 dưới này nè uống đi từ dưới Sĩ Thành mở này thì nó cũng liền rồi nó đau đau trên trên khi có hồi đau không rồi mình đâu có tiền đâu mình đi khám vào tùm lum không có tiền cái nhà chịu cận vậy rõ ràng túi. Bà ơi, trên cái bụng của ông á, vết mổ á, là mổ sao vậy bà? Mổ bị hẹp mương vị lúc đó ăn uống không được rồi đi mổ, mổ nay cũng mấy năm rồi bây giờ rơi nó cũng là đau đó lận mà cũng đâu có tiền đâu mà đi khám mấy gì, giờ ở nhà cứ chịu cận nằm thuốc bị bà uống vậy thôi. Đau ông cũng ghen thôi. Rên rên thôi ráng chịu chứ giờ mình ấy cũng mệt duy nhất cái tay như thế này là có cái một vậy mới nhất nè, kiểu lần đầu bị dầu cái gì đó rồi cái là đi khoáng ấy là không có hết cái nhẫn lọng một ngày là kiểu lọng trong làm sao giờ nhất quá trời nhất cũng hình nhất tối ngày vậy. Mệt quá thì khớp rồi nữa. Cái tay của ông nó là cái cục gì vậy ông? Cái cục gì vậy Cái bà? cục này không biết cái bằng đầu cũng nổi ở trong một mục nhỏ nhỏ cái trị không hết rồi cái lần ra đây cái dọn cục vậy như lặm vô gan hết. Giờ tôi cứ nằm vậy hoài vậy
chứ không có khóc mà cũng không nói gì hết. Không đợi đợi gì hết, thôi bình tĩnh. Không, kiểu hiện giờ cũng khổ, cũng thấy khổ, còn đáng chịu cũng chứ giờ cũng đâu có ngồi nổi gì. Cũng khổ quá, thầy làm chịu, khổ quá ra rồi cũng đáng chịu phải không? Đáng chịu giờ cũng đâu có tiền bạc gì tỷ gì đâu, thì kêu cạnh vậy đó. Tôi những tiểu đường nè, mặt cũng hơi mờ mờ hết con đó nè. Đường hay cao, hay sáng đi. Thì thử là hai trăm. Chúng ta ăn được bữa rồi, cơm có ăn được hay là không? Ăn ít lắm, nửa chén lận nè. Ít, ăn ít lắm. Một cái này hành vậy giờ là mệt thường xuyên vậy đó, nằm tối ngày là mệt nhiều nhất á. Khổ đáng chịu gì chứ nhờ. Có một điều ước mơ trong cuộc sống này á, bà có ước điều gì không khi mà hai vợ chồng lớn tuổi già vậy ơi? Dạ, cũng ước sao, ví dụ có tiền như trị bệnh thì cho ông mệt cũng đỡ mệt chứ sao chứ giờ có biết cái gì. Ước mơ có tiền đem, có tiền để trị bệnh ha. Ờ, chứ giờ không có tiền không dám đến nhà thương phải không mà tin. Không tiền cũng dám đi đâu hết trơn. Nhưng mắt giờ có mì thịt này cũng mới năm rồi nè, cũng đâu có đi trị lộn gì đâu. Nhưng hôm hổng từ thiện về á, rồi cái lần nay hôm á tính đi đăng ký dặn lọt quay mà cái giờ hết nghe hết rồi thôi cũng không có đi được. Con đi làm sao tới đi cũng mệt, ít có ngủ được á. Cũng mệt, cũng ngủ không được, không có ngủ. Vậy là phải thức canh sáng đêm đó với bớp thì sống nhất cũng kêu bớp chồng đau đau mới đó phải cứ kêu bớp rồi nửa đêm cũng kêu vậy bớp ngủ không được, ngủ không được đau nhất rồi cái gì khổ. Ông bà ở với nhau gì có con gì không bà? Có một đứa con ở nhà dưới. Dạ. Bán sành đâu? Sành mày năm tháng à? Con nhỏ. Con gái hả bà? Gái. Con Tư vậy sức khỏe không Tư? Đi về quá. Mệt quá hả? Ừ. Này, mấy năm rồi bệnh nằm giỏng rồi này, mấy năm nằm vậy tối ngày đó nằm vậy chứ ít có đi lắm bị đỉnh nào không thì sao đây là phải kẹp lên đây đi mình chống gậy chứ đỡ dậy đỡ dậy chứ đi không nổi ngồi vậy không nổi. Giờ có tiền đưa ông Tư đi bệnh viện, ông Tư đi không Tư đến hết bệnh ha. Ông sống với cô cháu với bà xã năm nữa nè. Cái vết mổ nó còn đau không bà? Cũng à, vết mổ còn đau không anh? Đau. Không có cái gì nữa. Cái thủng rút lại mãi rồi tư, cong lại như vậy. Cứ như vậy đó. Con tử rồi kiểu hẹp cái cũng không vậy á. Lúc ăn không có được. Cái có một chiếc xe 2 triệu mấy nè, cái đi bán mẹ đó, cái đi trị á. Ừ, đi trị. Chứ không có xe cũng có queo. Chết đâu rồi. Em có chiếc xe đó là mình cũng rầu 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 rồi hai mấy năm rồi. Lúc mình sanh có gái có ông tại tháng là ông đi bệnh viện luôn á. Tới nay nhờ xe cũ không tới nay mà cũng chết quay ăn vô ối là không Tư không có không có ngồi dậy được hả ông Tư? Không tự ngồi được hả? Vừa bệnh lý à, phải đỡ không đi cũng phải dừng gấp đi ở ngồi dậy sáng nhưng mà trời cũng mệt. Ừ. Vô nào nào dám được có tự ngầu. Bây giờ không dám nổi nữa, nằm tối ngày luôn. Tay thì yếu quá rồi, không có tay được. Chân cũng yếu nữa, đi không có được. Mưa mà té, ông nói mưa lại nhủi té ông. Ông bệnh phổi gì có ho lắm không bà? Không ít, không ho. Giờ đọc nó có gây một tấm phế quản. À, phế quản này nè. Nghẹn không? Nghẹn mệt, nghẹn nó khó thở. Đúng rồi, nó nghẹn. Nổi cũng bớt rồi. Là mệt không á không? Là mệt, phế quản là mệt. Hỏi điều trị cũng đỡ bớt bớt rồi. Rồi còn phế quản với cuộc sống. Phế quản nè. Khổ quá trời đó, từ đâu mấy năm rồi.
Dạ bà ơi, đến với hoàn cảnh của bà, hai vợ chồng cũng bị bệnh. Con đến nãy giờ cũng trò chuyện và thăm hỏi ông bà. Ông cũng bị bệnh, con đến trò chuyện thăm hỏi ông bà thì có món quà tình thương của cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ. Dù xa quê hương, xa nửa vòng tròn trái đất, nhưng lúc nào cũng chia sẻ món quà tình thương về với quê nhà. Thì ngày hôm nay con đến, con xin được gửi tặng món quà của cô Dung chú Nghiệp ở bên Mỹ á bà. Gửi tặng cho ông với bà cái số tiền là 300.000. Con hy vọng có một cái chút ít tiền bà cũng mua thuốc cùng với ông uống nha bà. Cô Dung với chú Nghiệp gửi tặng cho ông với bà. Bà có gửi lời gì đến vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp không bà? Chị hai cảm ơn cô Dung với chú Nghiệp. Chồng vậy thôi cũng có gì hơn nha. Cảm ơn. Chúc sức khỏe nha. Làm ăn ta có phát tài phát lộc, mai mốt có ủng hộ tiếp ông Tư có tiền đi dẹo. Còn chúc cho cô Dung với chú Nghiệp á cũng dồi dào sức khỏe. Ông ơi, ông gửi lời gì đến vợ chồng cô Dung chú Nghiệp tặng quà cho ông ngày hôm nay không? Tôi cũng gửi lời thăm cô Dung chú Nghiệp dồi dào sức khỏe, rồi có tinh thần tương tâm tương trợ. Ông mệt quá cô Dung chú Nghiệp ơi, với mọi người ơi. Con chúc bà nhiều sức khỏe để chăm lo cho ông nha bà. Con cảm tạ công đức lành của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp rất là nhiều. Ngày hôm nay tặng cho ông bà cái số tiền 300.000. Mọi công đức lành này xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh, gia hộ cho vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành ngày hôm nay xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Cảm ơn món quà tình thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp tặng cho ông bà 300.000. Con cũng chúc ông nhiều sức khỏe nha ông. Rồi con chào ông bà. Nam Mô Di Đà Phật.